gọi con về. Trong ngày Chúa tới gọi con về. Trở về cùng Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ giã cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi. Trong khi con không ngờ thì Chúa đã đến thúc con. Một lời từ xa tất cả để về cùng Chúa. Chúa tới gọi con về. Trong ngày Chúa tới gọi con về. Trở về cùng Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, con cô đơn âm thầm tìm đến Chúa kêu giúp con. Nguyện lòng từ ái Chúa thương phần này hèn yếu. Con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ giã cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, con đây bao lỗi lòng, nguyện Chúa ân xa thứ tha. Lòng thành thề hứa bước theo đường dìu về Chúa. Chúa tới gọi con về. Trong ngày Chúa đến, Chúa tới gọi con về. Trở về cùng Chúa, Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Ai ngờ Chúa đến. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Ai ngờ Chúa đến. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa. Danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, thiên địa xa lắm vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đây. Chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức
Chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Người là Cha giỏi lòng từ bi nhân ái và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách. Trước sách tiên tri Isaiah, ngày ấy Chúa các đạo binh sẽ thiết đãi tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc, và trên núi này Người sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân và tấm khăn liền trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời, Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và cất phải mặt đất sự tội hổ của dân Người, vì Người đã phán như vậy. Và ngày đó người ta sẽ nói: này đây Chúa chúng ta đã chờ đợi Người, và Người sẽ cứu chúng ta. Người là Chúa, nơi Người chúng ta đã tin tưởng. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn Người cứu độ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, chúng con hằng nhớ Chúa là Đấng làm chủ sự sống và sự chết, là Đấng đã hứa cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, cất tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Và thực sự Chúa đã ban cho chúng con hy vọng chắc chắn khi Chúa phục sinh Đức Giêsu Kitô từ cõi chết. Giờ đây, xin Chúa đoái thương chúc lành cho những tang phục này, để những người thân trong gia đình khi mang lấy thì hiệp thông với Người qua đời trong những hy sinh và cầu nguyện cho Người quá cố. Đồng thời, khi mang lấy những tang phục này, những người còn sống liên kết trong yêu thương, luôn tin tưởng vào lòng thương xót vô biên của Chúa, hướng về Chúa là Đấng độc nhất có thể cứu con người khỏi sự tội, sự chết và dẫn đưa con người đến sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chính thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không ai cho chúng ta được sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Đức Kitô đã chết và sống lại là để cai trị kẻ sống và kẻ chết, vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa án của Đức Kitô, bởi có lời chép: Chúa phán, ta lấy sự sống ta mà đều rằng, ngoài đầu gối sẽ phải quỳ lại ta và ngoài miệng lưỡi sẽ ngợi khen Thiên Chúa. Vì vậy mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu khẩn cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đã làm cho Chúa Kitô con của người từ cái chết sống lại, ban ơn cứu độ cho kẻ sống cũng như người đã qua đời. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người có khối là ông Vincente, xưa kia nhờ chấp rửa tội đã tiếp nhận mầm sống vĩnh cửu, được hợp đoàn cùng các thánh trên chốn đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người anh em này đã đóng rước mình Chúa Kitô là đấng còn sống, được Chúa cho sống lại trong ngày sau hên. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi mà ông Vincente đã sa phạm vì sự mỏng dòm của loài người, để người anh em này được xứng đáng hưởng hạnh phúc cùng cơ tánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, được chiêm ngưỡng ánh sáng tôn nhan Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị em chúng ta đang học nhau nơi đây trong niềm tin, được Chúa cho vào tổ trong vinh quang nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giờ đây chúng ta cùng nhau cầu xin Thiên Chúa như Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã biểu lộ tình thương mãnh liệt khi cho con Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế chịu khổ hình thập giá vì chúng con. Giờ đây chúng con cậy vào lòng nhân từ và quyền năng của Chúa mà xin cho người anh em của chúng con được chia sẻ vinh quang với Đức Kitô, đấng đã chiến thắng sự chết, và xin cho Vincente được tham dự vào cuộc đời sống phục sinh của người đến muôn đời. Amen. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàn hữu, khi tất thành vũ trụ hữu hình, Chúa đã ban phúc cho tất cả. Khi ngươi lời nhập thể, Chúa còn thanh hóa cách lạ lùng hơn. Cúi xin Chúa chúc phúc cho chiếc quan tài này để trở nên nhà tạm cho thân xác ông Vincente, trong lúc chờ đợi ngày quang lâm huy hoàng của Đức Kitô đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, về hàng sống hàng trị muôn đời. Gần 100 năm suốt cuộc đời, mừng cha vẫn khỏe, vẫn tươi vui. Chỉ qua giờ phút cha lâm bệnh, cha đã mau chân hiến cuộc đời. Con tưởng cha chưa đến mệnh nào, đời người xem tựa giấc chiêm bao. Cha ơi, cha đã không còn nữa, để lại cháu con phút nghẹn ngào. Nhớ cha, nhớ lại những năm xưa, nhớ tuổi thanh xuân mới độ nào. Cha dạy chúng con cùng con cháu, tưởng chừng năm tháng chẳng là bao. Nhớ lại trong cha bao kỷ niệm, còn đâu tâm sự nữa cha ơi. Vĩnh biệt chúng con có mấy lời, ngót trăm năm tình huyết thống, lòng đầy thương nhớ biết bao nhiêu. Đời cha từng trải gian lao, vì con cha đã vượt qua bao nhọc nhằn. Lời cha dạy con đinh ninh trong dạ, ơn nghĩa cha ví tựa núi sông. Làm tôn quý tử tươi hồng, cha ơi công dưỡng dục ví bằng biển cả.
ơn vinh thành vĩ tựa non căng. Những mong báo đáp công lao giờ đây con biết nơi nào tìm cha. Đâu còn thấy vào ra bóng dáng của cha già trăm kính ngàn yêu. Linh hồn Vicente về chầu Chúa, tôi cũng xin thay mặt cho gia đình xin hát tang để kính nhớ đến ông đã sống cùng với con cháu qua thời gian. Bây giờ ông về chầu Chúa, khăn tang này cũng là kỷ niệm những ngày ông đã sống với con với cháu. Cho nên hôm nay cũng xin mời đầu tiên là gia đình bà Đạo, thứ hai gia đình anh Đạo, thứ ba gia đình anh Đắc, thứ bốn gia đình chú Bình, năm là cháu Tướng, thứ sáu là cháu Hương, thứ bảy là gia đình ông Tiến, thứ tám gia đình ông Tin, thứ chín gia đình ông Tưởng, thứ mười gia đình bà Lành, mười một gia đình chú Gươm, mười hai gia đình bác Sơn, mười ba gia đình bác Bình, 14 gia đình chú Dần, gia đình bà Đính,
hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa phai, nắng lên đôi thì đêm tăng thở, mây tim giăng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiếng ngậm ngùi, nhưng con tin vào ngày mai trong Chúa, chẳng có chia lìa, chẳng có hồn tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết vẫn tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay. Cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã lên, lá cây mùa thời gian biến đổi như vô câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, con tin rằng ngày mai trong Chúa, hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Trọn kiếp này ai chưa được sự sống trọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, cuộc sống muôn đời, cuộc sống hiền minh. Sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Đoàn thể cũng như các anh em nội ngoại, để cho nghi thức cúng viếng được thêm phần trang trọng. Giờ đây xin một vị đại diện sau khi ban phụ lễ tang sẽ giới thiệu chúng ta vào dâng hương, thì xin có một vị đại diện sẽ nhận một nén hương thơm.
Sau đó sẽ người giới thiệu sẽ lên mời lên dâng hương. Sau đó chúng ta sẽ dành một phút tưởng niệm cho người mới qua đời để chúng ta thống nhất. Và để mở đầu chương trình phụng viếng ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu nội tổng do anh Hương làm trưởng đoàn vào dâng hương kính viếng. Giờ đây xin được trân trọng kính mời anh. Và đây xin được đại diện của nội tổng sẽ lên viếng hương và dâng hoa. Và để tưởng nhớ tới người đã khuất, giờ đây xin thành viên của nội tổng sẽ dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Vâng, và xin được chuyển lời của gia đình, xin được cảm ơn anh em nội tộc của gia đình chúng ta. Để tiếp theo chương trình lễ viếng, ban lễ tang xin được trân trọng giới thiệu gia tộc họ Trần do Trần Văn Sơn làm trưởng đoàn vào dâng hương kính viếng. Giờ đây xin được trân trọng kính mời ông đại diện cho gia tộc sẽ có nén hương thơm và có vòng hoa để dâng lên người mới qua đời. Xin được trân trọng kính mời. Và để tưởng nhớ tới người đã khuất, giờ đây xin đoàn dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Xin được chuyển lời của anh em con cháu trong gia đình chúng ta, xin được trân trọng cảm ơn các ông trong gia tộc. Để tiếp theo chương trình lễ viếng, ban lễ tang xin được trân trọng giới thiệu tộc ngoại của gia đình chúng ta do Hương làm trưởng đoàn và dâng hương kính viếng. Giờ đây xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời vị đại diện của đoàn lên dâng hương và viếng hoa. Và để tưởng nhớ tới người đã khuất, giờ đây xin đoàn dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Xin được chuyển lời của gia đình, xin được trân trọng cảm ơn đoàn và mời đoàn trở về nơi đón tiếp để mời nước. Để tiếp theo chương trình lễ viếng, ban lễ tang xin được trân trọng giới thiệu công ty Vĩnh Oanh do anh Vũ Tuấn Điểm làm trưởng đoàn vào dâng hương kính viếng. Giờ đây xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng giới thiệu gia đình chú Tình ở Lăng Ngạn cùng con cháu vào dâng hương kính viếng. Giờ đây xin được trân trọng kính mời gia đình chú. Xin mời đại diện của gia đình chú lên dâng hương và viếng hoa. Để tưởng nhớ tới người đã khuất, giờ đây xin gia đình chủ dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Lễ tang xin được trân trọng giới thiệu anh em con cháu gia đình ông già do ông Trần Văn Hương vào dâng hương kính viếng. Giờ đây xin mời ông Trần Văn Hương đại diện cho gia đình lên dâng hương và viếng hoa.
Vâng, và để tưởng nhớ tới người đã khuất, xin mời đại gia đình nhà ông dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Vâng, và xin được chuyển lời của gia đình Đăng Quyến, xin được chân thành cảm ơn gia đình ông và mời các thành viên của gia đình trở về nơi đón tiếp để mời nước. Hội đồng giáo xứ và nhà dòng mấy thánh giá và hội bác ái do huynh làm trưởng đoàn vào dâng hương kính viếng. Giờ đây xin được trân trọng kính mời. Bao giờ ngã xuống, con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được bao hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biển đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết rau ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả khối tình nồng như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được bao hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biển đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Và để tưởng nhớ tới người đã khuất, giờ đây xin các thành viên của công ty Minh Hương dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Và xin chuyển lời của gia đình nhà Hiếu, xin được chân thành cảm ơn đoàn. Và giờ đây mời đoàn trở về nơi đón tiếp để mời nước.
anh em thiêng liêng vì điều kiện không về được có ủy quyền cho anh Phương vào dâng hương kính viếng, giờ đây xin được trân trọng kính mời. Xin vị đại diện của anh em thiêng liêng và dâng hương. Và ở đây trước người đã khuất, xin mời vị đại diện của anh em thiêng liêng dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Vào dâng hương kính viếng, giờ đây xin được trân trọng kính mời. Xin mời ông Quân đại diện cho đoàn lên dâng hương viếng hoa. Chúng tôi cũng cúi đầu mặc niệm ông lần cuối mà không bao giờ ông quay lại. Phút mặc niệm bắt đầu. Đây xin vị đại diện của chị em thiêng liêng vào dâng hương viếng hoa. Với nghĩa tử là nghĩa tận, giờ đây xin đoàn dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Và để tưởng nhớ tới người đã khuất, giờ đây xin đoàn dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Xin mời ông Loan đại diện cho gia đình lên dâng hương và viếng hoa.
Con xin được chuyển lời của gia đình nhà Hiếu, xin được chân thành cảm ơn gia đình ông. Ông Vicente được Chúa gọi về. Hôm nay anh em cũng như bố đỡ đầu của anh chị mình cũng có vành hoa nét nhang đến dâng ông lần cuối cùng. Xin được đại diện gia đình nhà Hiếu xin được chân thành cảm ơn ông Sở cũng như anh chị em thiêng liêng cùng với anh Bình. Giờ đây xin được mời gia đình ông trở về nơi đón tiếp để mời nước. Anh em cháu có một phút mặc niệm bắt đầu. Lên dâng hương viếng hoa. Với nghĩa tử là nghĩa tận, giờ đây xin mời đại gia đình ông dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Xin chuyển lời của gia đình nhà Hiếu xin được chân thành cảm ơn gia đình ông. Người ơi đừng quên
mẹ như được trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như được trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như được trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như được trong nguồn chảy ra. Công cha trong nguồn chảy ra. Kính thưa linh hồn ông Vicente, kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa gia đình tang quyến, được tin Chúa gọi ông về nước trời, các đoàn chúng con cùng phục vụ với anh Bình trong việc phục vụ của giáo xứ. Hôm nay cũng về đây trước tiên kính viếng linh hồn ông, sau xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia đình. Và giờ đây chúng con xin tất cả cộng đoàn có mặt trong sân tang cùng với anh chị em ca đoàn chúng con làm giờ cầu nguyện ngắn.
còn nữa. Ngày con trở về vắng bóng cha yêu. Cha ơi, lời cha khuyên nhủ con sống cho nên người, tìm con ghi nhớ công cha biển trời. Lời cha vẫn còn đó, nhưng mà cha nơi đâu? Chân trời đang tím màu, chỉ còn là cơn đau. Còn đâu, giờ còn đâu nữa? Tháng năm vụt qua, mắt cha nhạt nhòa. Bên con thủa ấy, vỗ về yêu thương. Còn đâu, giờ còn đâu nữa? Người cha thân yêu, đời con sẽ bơ vơ. Chân thân thơ bỗng nghe dại khờ vỗ về tuổi thơ. Còn đâu, giờ còn đâu nữa? Tháng năm vụt qua, mắt cha nhạt nhòa. Bên con thủa ấy vỗ về yêu thương. Còn đâu, giờ còn đâu nữa? Người cha thân yêu, đời con sẽ bơ vơ. Bước chân thẫn thờ bỗng nghe dại khờ vỗ về tuổi thơ. Cha ơi, con muốn thưa với cha rằng làm cho cha buồn phiền, giờ đây con muốn đáp đền. Nhưng mà cha này con còn đâu? Cha ơi, con muốn thưa với cha rằng con yêu cha, ân tình ghi sâu một đời. Thời gian không thể xóa nhòa giữa đời, con luôn nhớ về cha. Cha ơi, con muốn thưa với cha rằng con yêu cha, ân tình ghi sâu một đời. Thời gian không thể xóa nhòa giữa đời, con luôn nhớ. Con cái biết theo đạo này. Hôm nay con
cha thật rồi, con mất cha thật rồi, không tìm gặp được nơi đâu. Cha ở nơi đâu? Cha con xa cách không bên bờ, biên giới thật xa mờ. Cha vội ra đi con biết ai cậy nhờ. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù xin nguyện Chúa dù đón cha đi về, đón cha đi về hương lòng thánh nhà, hương lòng thánh nhà. Đời đã qua tận tùy sớm hôm, để lo chu toàn dương giúp con cái biết theo đạo này. Con vững tin, tin vào Chúa là cha nhân hiền. Khi đời sống nhà Chúa êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời dẻo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn sóng tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đầy. Con tưởng
rằng con vững tin vào Chúa là Cha quan phong. Khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gái tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con sống không. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đầy. Con vững tin trên đỉnh núi nhìn Chúa biên hình, ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được gửi trao thánh giá, con sợ mà đành tâm bó Chúa, con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bấp bênh. Lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đầy. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đầy. Từ lúc sinh thời cho đến tuổi cao, ông sống giản dị chân tình. Công tác xã hội, việc gia đình, ông đều chăm lo hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Ông biết quan tâm đến mọi người nên ông được nhiều người yêu, tin và kính trọng. Trong gia đình, ông là người cha mẫu mực, sống trọn đời với người vợ hiền thủy chung son sắt. Đối với con cháu xa gần, gái trai dâu rể, bình đẳng nên gia đình hòa thuận nền nếp. Đúng là cha mẹ cần mẫn thật thà nên con cháu cũng nết na chuyên cần. Tình thân xa cũng nên gần, đức nhân có phúc có phần về sau. Được tin ông 250 quy tòng tiên tổ, bà con lối xóm nghĩa khách gần xa đã không quản trăm công nghìn việc, không quản đường xá xa xôi, đã dành thì giờ công sức đáng kể về thăm viếng và chia sẻ nỗi đau buồn. Xin mời cùng đại diện của đoàn lên dâng hương với Hoa. Và để tưởng nhớ tới người đã phút lần cuối, xin mời đoàn dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thank you.
xin được chuyển lời của gia đình nhà Hiếu, xin được chân thành cảm ơn đoàn và xin mời đoàn trở về nơi đón tiếp để mời nước. Các cụ công, các bà cùng toàn thể các ban ngành của thôn và xã, hôm nay gia đình chúng tôi Chúa gọi ông Trần Văn Đạo về chầu Chúa. Tôi xin thay mặt cho gia đình xin hết lòng cảm ơn các cụ công, các bà đã đến đây để chia buồn cùng gia đình chúng tôi. Vậy hôm tôi xin thay mặt cho dòng họ xin hết lòng cảm ơn các cụ công, các bà cùng toàn thể mọi người đã đến đây để chia buồn với gia đình chúng tôi. Thưa toàn thể nhân dân và các vị tân quý khách, hôm nay ông Trần Văn Đạo đã không còn nữa. Ông sinh ra và lớn lên chính tại thôn Vĩnh Trì của chúng ta. Suốt 65 năm ở cùng với nhân dân thôn Vĩnh Trì, có nhiều công lao đóng góp xây dựng thôn nhà. Hôm nay chính quyền địa phương thôn Vĩnh Trì đã xét và quyết định thành lập ban lễ tang của ông, gồm các ông có tên sau đây. Một, ông Vũ Đình Tưởng, trưởng thôn Vĩnh Trì, làm trưởng ban. Hai, ông Vũ Công Chức, chi hội trưởng cựu chiến binh thôn Vĩnh Trì, làm phó ban. Ba, ông Phạm Văn Tráng, ủy viên ban công tác mặt trận, làm ủy viên. Bốn, chúng tôi mời một vị đại diện của gia đình, đó là ông Trần Văn Tiến, làm ủy viên và ban có trách nhiệm điều hành từ nhà tới nơi an nghỉ cuối cùng. Và theo chương trình của gia đình là ngay bây giờ chúng ta chuẩn bị cho buổi đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Vậy chính quyền địa phương giao cho khu vực xóm Đảo Nguyên, ngay bây giờ chúng ta sẽ tập trung để chuẩn bị cho buổi đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Và để tiếp tục chương trình cúng viếng hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu phường trống của xóm giữa. Hôm nay do ông Quế làm trưởng đoàn cũng có bài đến để phụng viếng. Thưa gia đình tang quyến, phường chống chúng tôi được biết ông Vicente, Chúa đã gọi ông về nhà Chúa. Vậy trước hết phường chống chúng tôi lên chia buồn cùng gia đình tang quyến và có bài chống để tiễn đưa thi hài ông lần cuối. Tôi xin mời. Thank you.
tôi cũng thay mặt ban lễ tang xin được cảm ơn cụ trống của xóm giữa và cũng mời đoàn an tọa uống nước. Tôi xin trân trọng giới thiệu phường Kèn của xóm Bắc hôm nay cũng có bài đến để phúng viếng. Tôi xin mời đoàn Kèn xóm Bắc. Kính thưa gia đình tăng quyến, cúi đầu giây phút tiễn đưa, nhớ thương vĩnh biệt người thân nghẹn ngào. Nay người an giấc ngàn thu, đau thương xin thắp nén nhang chia buồn. Đoàn xin trân trọng kính mời một đại biểu đại diện cho đoàn lên dâng hương kính viếng. Tăng quyến, hôm nay ông đã vĩnh biệt thế gian để trở về yên nghỉ cõi vĩnh hằng. Hôm nay đoàn Kèn xóm Bắc chúng tôi về đây theo yêu cầu của gia đình để tiễn đưa ông về tới nơi an nghỉ cuối cùng. Lời đầu tiên, đoàn chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau buồn và thương tiếc. Kính thưa gia đình Tăng quyến, trong giờ phút đau thương này, chúng tôi xin cầu chúc cho linh hồn ông sớm được về nơi vĩnh phúc. Và sau đây, đoàn xin có bài kèn để kính viếng linh hồn ông. Thank you.
đình Cang Khuyến. Trong giờ phút biệt ly, chúng ta hãy tưởng nhớ tới công ơn cha mẹ là những bậc sinh thành suốt đời vất vả hết lòng vì con. Trông lên cao ngất Thái Sơn, biển đông tăm thẳm nghĩa ơn muôn đời. Thương con cha trắng mái đầu, dòng đời xuôi ngược hết lòng vì con. Một đời vất vả gian truân, sớm hôm nuôi dưỡng che chở suốt cả đời con. Thương cha căn bệnh hiểm nghèo, ra đi vội vã cũng là mệnh cha. Hôm nay cha đã đi rồi, tình cha ấm áp như vầng thái dương. Đó là nội dung của nhạc phẩm Tình Cha sau đây, để vĩnh biệt ông lần cuối. Ngày 15 tháng 5 năm 2022, thọ 65 tuổi. Ông mất đi, đó là một nỗi đau buồn nhất của gia đình, xã hội. Cũng mất đi một người công dân của mình. Và để nhớ lại lúc sinh thời của ông, tôi xin mời mọi người có mặt tại đây, chúng ta hãy dành ít phút để đọc qua về tiểu sử tóm tắt của ông. Ông sinh năm 1957 tại xóm Đào Nguyên, thôn Vĩnh Trì, xã Yên Trì, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Gia đình ông gồm có 8 anh chị em. Ngay từ nhỏ, ông cũng là những người con ngoan trong gia đình. Cũng từ xóm Đào Nguyên,
đông sơ và nghèo nàn lúc bấy giờ, thật cuộc sống thật vất vả. Cũng chính nơi đây ông đã xây dựng gia đình, rồi cũng sinh hạ được 4 người con, đã lo cho các con của mình được trưởng thành. Người ta cũng nói rằng trên đời này chỉ có cha mẹ là quan trọng, vất vả cả đời mãi không thôi. Sống ông cũng được con cháu của mình hết lòng quý mến, nhất là gia đình ông cũng là một thành viên quan trọng của bà con xóm Đảo Nguyên, đóng công tiền của để xây dựng xóm của mình. Đối với tập thể, gia đình ông luôn chấp hành đường lối chính sách của Đảng và những quy định của địa phương, và đã hoàn thành mọi nghĩa vụ đóng góp cho tập thể. Nhưng rồi thời gian cứ trôi dần, tuổi cao, ông mắc một căn bệnh hiểm nghèo, được con cháu trong gia đình hết lòng chăm sóc và kính trọng. Nhưng mà căn bệnh của ông không qua khỏi, ông đã không còn được. Cũng như dòng nước sông kia, sao cứ chảy, chảy mãi không thôi. Gió hôm nay sao lạnh quá, tiếng chuông nhà thờ vẫn còn đỏ. Cứ mỗi chiều ông đi về, giờ đây chúng con đợi mãi, không bao giờ thấy ông quay về được. Có lẽ giờ lần này ra đi không về nữa, và cho đến hết cuộc đời này cũng không bao giờ về được. Và để vĩnh biệt ông lần cuối cùng, tôi xin mời mọi người có mặt tại đây, chúng ta cùng với đoàn kèn Sơn Bắc dành 1 phút mặc niệm. Bắt đầu. Sinh linh của ông hôm nay, chúng tôi những người cán bộ cùng với toàn thể nhân dân có mặt tại đây xin được ghi nhận những công lao đóng góp của ông. Và cuối cùng, tôi cùng toàn thể nhân dân cũng cầu xin Chúa nhân từ sớm đưa ông về nơi vĩnh phúc. Xin hết. Để cho buổi lễ tang được cử hành đúng giờ, tôi tuyên bố buổi lễ tang được bắt đầu. Sân con cứu mang ngày tháng, lúc mẹ nằm khô ráo phần con, dành cho con các cuộc hành. Hãy
cỡ đường thương con cũng về đường mòn con qua. Con lớn khôn mẹ cha già yêu không gì bằng ngày tháng khu mang, biết làm sao trả được ơn này con mang trong lòng suốt đời không quên. Cho nên
người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu xa gần
nắng mưa không sờn. Nào những khi con buồn, người đến bên vô về, bàn tay xoa trên vai tông nên thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha chẳng soi trên điều nắng soi trên cuộc đời, cho ánh sáng cho ánh sáng cho lẽ sống cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô hạn, bao năm con tiến đưa ông Vicente Trần Văn Đạo đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xin cho người con của Chúa đây ngay từ giờ phút này được chung phần vinh phúc với các người Chúa chọn, chờ đợi ngày thân xác phục sinh về quê trời hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiện nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
bài trích sách tiên tri Daniel. Trong những ngày ấy, tôi là Daniel đang than khóc và nghe lời Chúa phán này. Vào lúc đó, tổng lãnh Mikaia sẽ đứng lên bênh vực con cái dân ngươi. Đó sẽ là thời kỳ khốn khổ chưa từng xảy ra từ khi có các dân tộc cho tới bây giờ. Vào lúc đó, dân ngươi sẽ được cứu thoát. Tất cả những ai đã được ghi trong sách, giữa những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ thức dậy. Kẻ hưởng phúc trường sinh, kẻ phải tốn những muôn đời. Các hiền nhân sẽ rực rỡ như bầu trời chói sáng, và những vị dạy cho nhiều người biết sống công chính sẽ giống như vì sao tồn tại mãi muôn đời. Đó là lời Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: các con hãy thắt lưng, hãy giữ cho đèn của các con cháy sáng, và hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ khi chủ về còn tỉnh thức. Quả thật thầy nói với các con, chủ sẽ thắt lưng đặt họ vào bàn ăn và đi lại phục vụ họ. Nếu canh hai hoặc canh ba chủ trở về mà gặp thấy như vậy,
thì phúc cho các đỉnh đỡ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, chắc hẳn ông sẽ không để nó đào nạnh nhà mình. Cũng vậy, các con hãy sẵn sàng, vì vào chính giờ các con không ngờ thì con người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Tôi và quý ông bà anh chị em, khi có mặt ở trên trần thế này, chúng ta phải tạ ơn. Khi sinh ra làm người rồi, được làm con Chúa, và cũng có thể giúp mình được những thứ về vật chất và công việc. Nhưng cha mẹ không thể làm cho mình được hưởng sự sống đời đời là gia nghiệp. Bởi vì để được hưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp thì chính mình phải lựa chọn. Cha mẹ có thể bước đầu lựa chọn cho mình được trở thành con Chúa là bước đầu để được hưởng sự sống đời đời. Thế nhưng vì mình có tự do, để rồi mình lựa chọn cho mình khi mình trưởng thành lên, tôi muốn hay không muốn, tất cả hoàn toàn là do mình. Cha mẹ không thể mà có thể tiếp tục lựa chọn thay cho mình hay là ép buộc mình để chọn Chúa làm gia nghiệp đời đời, mà lúc đó mình có trí khôn rồi, mình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về quyết định của mình. Tôi quyết định đúng thì tôi sẽ được, tôi quyết định sai lầm thì tôi sẽ mất. Cái đó, điều đó không phải là Chúa chọn lựa cho một người này mà không cho người kia, mà Chúa ban cho tất cả những ai muốn. Chúng ta biết rằng Chúa có thể ban cho mình tất cả, thế nhưng để muốn được sự sống đời đời làm gia nghiệp thì Chúa không ép buộc con người chúng ta. Sinh ra Chúa không cần hỏi chúng ta có muốn sinh ra hay không, mà để muốn được cứu độ chúng ta thì Chúa cần phải hỏi ý kiến chúng ta về sự cộng tác của chính mình. Tôi muốn hay không muốn? Muốn thì tôi được, tôi không muốn thì tôi phải chịu trách nhiệm. Sau khi mình nhắm mắt lìa đời, chứng kiến biết bao nhiêu cái chết trong cuộc đời này, có thể chúng ta chứng kiến cái chết đau thương, thương tâm khi tai nạn xảy ra, chúng ta rất xót thương và có thể thấy rằng đó là một sự bất hạnh cho người đó. Thế nhưng thực sự thì cái bất hạnh không phải là chết cách nào, mà bất hạnh cho một con người là chết không được sống trong ơn nghĩa của Chúa. Đấy mới là cái bất hạnh đời đời của một con người. Tôi có thể nghèo, tôi có thể khó khăn, tôi có thể đau khổ bệnh tật, nhưng không phải là những cái bất hạnh đời đời, mà cái bất hạnh đời đời là mình không cộng tác với ơn Chúa, để rồi mình ra đi mất ơn nghĩa với Chúa. Và nhiều khi mất ơn nghĩa ngay cả khi còn sống, đó là mình không hề quan tâm gì đến đạo nghĩa cả, không hề để ý gì đến đạo mà cha mẹ đã cho mình được vào. Để rồi có những thời gian mình sống và rồi mình lãng quên, không còn để ý gì đến đạo nghĩa nữa. Đấy mới là cái bất hạnh cho con người ngay khi còn sống, chứ chưa nói đến chuyện là khi đã qua đời rồi. Thế nếu như là mình cứ sống như thế triền miên thì đó là một bất hạnh mãi mãi trong cuộc đời của mình. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc xuyên thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa cử vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời để linh hồn con sẽ lành mạnh. Ôi lạy Chúa
Lạy Chúa là đấng cầm quyền sinh tử, nhờ thánh lễ chúng con dâng, xin cho người con của Chúa là ông Vicente Trần Văn Đạo hôm nay đã lìa khỏi thế, được máu thánh Đức Kitô rửa sạch lỗi lầm và được hưởng niềm hoan lạc trong ngày phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Amen. Cho nên chúng ta cùng hướng về linh cữu của ông Vicente thực hành ý thức phó dâng và giữ niệm. Anh chị em thân mến, trong khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này theo truyền thống Công giáo, chúng ta biết rằng mọi vật đều phải trung thành sống cho Chúa. Vậy chúng ta ngài xin Chúa cho thi hài tôi với Chúa là ông Vicente Trần Văn Đạo mà chúng ta đang chôn cất bị xác thịt ưa nát, nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh và cho linh hồn tôi với Chúa được xung hộ với các thánh và những người đã tin Chúa. Quyền xin Chúa mở được nhân từ trong khi xét xử, để tôi tới Chúa là ông Vicente được cứu độ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được đứng chân trên đài ông, đưa về đoàn tụ cùng vua muôn đời, để đáng được hưởng buồn vui bất diệt là một cùng với cộng đoàn các thánh. Lạy các thánh của Chúa, xin hãy đến cứu dung. Lạy các thiên thần Chúa, thank you.
mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, tròn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, sâu mặt người. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru sương, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi, cha bỏ con, tròn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, tròn đời con không còn cha. Cha thương con hết lòng, lo lắng đêm ngày mong con lớn khôn, ăn uống đầu
ngon cho con, cay đắng nào cha nghĩ suy, miễn sao được ấm êm cha mừng. Con biết tình cha gánh nặng với con, ơn của cha già như núi Thái Sơn, nên nhớ rồi ghi trong tâm đáp đền tình thương của cha, để cho tròn chữ hiếu sau này. Cha ơi, con nhớ đến cha, làm sao cha được muôn ngàn ơn sâu, làm sao báo đáp thù ân đến trăm ngàn kiếp tâm ân đâu bằng. Xót thương về cha tóc bạc lưng còng, bao giờ quên con bó con, ký ức dòng màu trắng phai, hết lòng vì con chẳng đau, giọt lệ tràn khó nói thầm ngăn. Cha được muôn ngàn ơn sâu, làm sao báo đáp thù ân đến trăm ngàn kiếp tâm ân đâu bằng. Xót thương về cha tóc bạc lưng còng, cũng không bao giờ quên con bó con, ký ức dòng màu trắng phai, hết lòng vì con chẳng đau, giọt lệ tràn khó nói muôn ngàn ngần. Hàng đêm bà thu thị
chỉ yên lòng khi ở cạnh bên cha. Tháng năm qua con không hề quên kỷ niệm. Thank you.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã đang nghỉ trong mùa ba ngày hậu thánh hóa bằng mùa của bậc tín hữu Chúa, để đang khi còn mang nặng thân xác đủ trần, họ cũng được thêm hy vọng sống lại. Lạy Chúa là sự sống lại và là sự sống. Xin Chúa thương ban cho tôi tới Chúa an nghỉ trong ngôi mộ này, cho tới khi được Chúa cho sống lại trong ánh sáng thánh nhan Chúa và được nhìn xem ánh sáng vĩnh viễn trên trời. Chúa hằng sống và trị muôn đời. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi tôi tới Chúa là ông Vicente ra khỏi cuộc sống này mà về với Chúa. Chúng ta xin gửi lại xác tôi tới Chúa cho lòng đất, để tôi tới Chúa trở lại nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đứng đầu tiên đã từ có chết sống lại, người sẽ biến đổi thân xác hư hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của người. Vậy chúng ta xin cho gửi người anh em chúng ta cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của người, và cho thân xác tôi tới Chúa được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã phán rằng: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho người anh em của chúng ta đây. Chúa đã thương khóc thương Lazaro chết, chúng ta hãy cầu xin Chúa thương lau sạch nước mắt những thân bằng quyến thuộc của người qua cô. Xin Chúa nhầm lời chung con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, chúng ta hãy cầu xin Chúa đói thương ban cho linh hồn ông Vincente được sống đời đời. Xin Chúa nhầm lời chung con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người kẻ trộm có lòng hối cải, chúng ta hãy cầu xin Chúa đói thương đưa linh hồn ông Vicente vào nước trời. Xin Chúa nhận lại chúng con. Chúa đã cho linh hồn ông Vicente được ghi ân tín trong nước rửa tội, chúng ta hãy cầu xin Chúa đói thương cho linh hồn này được vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lại chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng tôi tới Chúa là ông Vicente trong việc mình máu thánh Chúa, chúng ta hãy cầu xin Chúa đói thương nhận linh hồn này và bàn tiệc trong nước Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đói thương cho chúng ta đang thương nhớ ông Vicente được an ủi trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng nửa sống muôn đời. Xin Chúa lấy lòng nhân từ thương đến tôi tới Chúa là ông Vicente đã qua đời mà tha phạt các hành vi của tôi tới Chúa. Khi còn sống, tôi tớ Chúa có lòng ước nguyện tuân theo thánh ý Chúa. Vậy ở dưới đất đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì ở trên trời, xin Chúa nhân lành cũng cho tôi tớ Chúa được sum họp với hàng ngũ các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Vicente được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông Vincente. Trong kiếp cho bụi rồi trở về bụi đất với cho, con sinh ra trong chốn trần gian bao bão bùng phụ vây lấy thân con,
giữa dòng đời con dường như kiệt sức, ngước trông lên Ngài, con nguyện Chúa thương con. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho bụi, cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thơm, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Khi sinh ra bao kẻ vui mừng, ngày lìa trần kẻ khóc nhớ thương. Xin cho con đặt chốn trần gian, luôn hướng nhìn về sự chết đau thương. Để hằng ngày con làm việc đạo đức, biết trông chờ ngày con về với cha thôi. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho bụi, cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Con sinh ra trong kiếp cho bụi, rồi trở về bụi đất với cho. Con sinh ra trong chốn trần gian, bao bão bùng phụ vây lấy thân con. Giữa dòng đời con dường như kiệt sức, ngước trông lên Ngài, con nguyện Chúa thương con. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho bụi, cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thơm, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Kiếp thân cho bụi, cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn.